Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của bên mình. Thì hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một cách mà có thể nhanh chóng và thuận tiện là dùng chiếc điện thoại truyền trực tiếp màn hình điện thoại lên máy tính PC để có thể thuận tiện cho công việc cũng như là các nhu cầu thiết yếu khác. Thì ngay video này mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Mấy bạn hãy xem video để có thể biết thêm nhé. Thì đầu tiên thì các bạn có thể click vào bên này, vào biểu tượng này. Các bạn click vào này thì nó sẽ hiện ra các cái bảng để lựa chọn này. Đó, thì mình sẽ ấn vào L setting nhé. L setting này và nó sẽ hiện ra tất toàn bộ thông báo, toàn bộ cái chế độ cài đặt này. Thì các bạn ấn vào cái biểu tượng máy tính nhé, System tên nhé. Đó, các bạn click vào đây giúp mình. Đó, thì nó sẽ hiện ra như thế này. Ok. Giờ các bạn tìm đến xuống cuối cái dòng chữ chữ Processing to zip PC. Các bạn click vào đó giúp mình nhé. Đó, thì nó sẽ hiện ra là như thế này, với ba dòng và nút bật on sẵn, bật on là nó mặc định nhé. Và bây giờ mình sẽ chỉnh chế độ ở đây thôi. Thì trên dòng đầu tiên này, các bạn sẽ chọn vào dòng thứ hai giúp mình nhé. Chế độ chọn thứ hai, Elvarez Everywhere này. Bạn click vào đó này. Và ở dòng thứ hai, bạn click vào và nó sẽ hiện. Dòng này thì nó có hai chế độ. Các bạn chọn chế độ đầu tiên nhé, Time Only nhé. Ấn vào đó giúp mình. Dòng thứ ba này thì là về pin này, thì mình cứ để Never thôi nhé, mặc định của nó luôn. Cái nút bật tắt này thì các bạn cứ để bật mặc định nhé. Ok. Bây giờ bắt đầu kết nối với điện thoại. Thì mình sẽ kết nối với điện thoại luôn cho các bạn xem nhé. Và bây giờ trên tay mình là một chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 8. Và bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối để có thể truyền trên điện thoại này lên màn hình máy tính nhé. Thì được, bây giờ các bạn kéo xuống này. Ở trên điện thoại thì nó có chế độ chiếu này. Đây ạ, chế độ chiếu ở trên điện thoại. Và các bạn ấn vào nó giúp mình nhé. Các bạn ấn vào chiếu này. Đây nó yêu cầu bật Bluetooth nhé, thì mình ấn bật lên thôi. Và nó đang dò tìm các thiết bị lân cận. Và đây là thiết bị ở trên máy tính nhé, có một thiết bị trên máy tính mình nhé. Nếu mà máy bạn nó dò được khoảng tầm độ 2, 3 hay nhiều hơn thì mình nhớ là chọn đúng thiết bị cần kết nối nhé, đúng máy tính mình cần kết nối nhé. Đó, thì ở đây có một cái mình ấn chọn luôn cái này ạ. Đó, và máy tính thì lúc này nó đã truyền lên được đấy. Và bây giờ mình bắt đầu di chuyển này. Ok. Và ở trên điện thoại thì nó có hiển thị chế độ đang chiếu nhé, không khác gì nhau nha các bạn. Đó. Rất là mượt mà nhé. Rất là mượt. Điện thoại hiện gì thì trên đó nó hiện y như vậy, mượt mà. Giờ mình thử vào test game đi. Chạy song song luôn nhé. Điện thoại và máy tính đều chạy song song nhé. Bây giờ mình ấn vào ban đầu này. À,
game này mình tắt âm từ ngoài nhé. Đó, và nó chạy rất là mượt luôn ạ. Di chuyển ở trên điện thoại lần phát nào thì máy tính nó cũng di chuyển y như vậy nhé. Ok. Rất là mượt mà nhé, không có hiện tượng giật lag gì. Ok. Đấy. Rồi các bạn chuyển tab như bình thường nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng chuột để điều khiển cũng được ạ. Đây ạ. Chuột ở đây nhé các bạn nhé. Đây. Đây. Ok. Trở về màn hình mình có thể dùng chuột để điều khiển nhé. Đó. Ok. Nó thì trên trên này mình đã hướng dẫn các bạn cách mà có thể chuyển được màn hình điện thoại lên màn hình máy tính mà không cần phải kết nối và không cần sợi cáp nào nhé. Bây giờ các bạn thoát chế độ đang chiếu này ra nhé, thì bạn ấn vào cái góc này, góc nó đang hiển thị là đang chiếu này. Ok, bây giờ các bạn ấn vào đó và nó hiện ra tab này, thì nó có chữ dừng chiếu ở đây nhé, cái chữ đỏ đỏ này ạ. Thì mình sẽ ấn vào dừng chiếu này. Ok, và máy tính nó trở về trạng thái ban đầu nhé. Đấy ạ. Ok. Và trên vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách mà có thể kết nối được màn hình điện thoại lên trên màn hình máy tính nhé, mà không cần dùng đến dây cáp, chỉ cần có sóng wifi là có thể kết nối được ạ. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ video giúp mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.